Chứng kiến Haaland thi đấu quá hay trong những mùa giải qua, chắc hẳn rất nhiều cổ động viên bóng đá tò mò về chế độ dinh dưỡng của chân sút Na Uy. Có hàng trăm chiếc xe ô tô đổ tại bãi đổ xe tại trung tâm huấn luyện của Man City và một chiếc xe đặc biệt được chú ý hơn cả, một chiếc Rolls-Royce. Chiếc xe này thuộc về Erling Haaland. Việc các cầu thủ bóng đá sở hữu chiếc xe sang trọng không phải là điều gì lạ lẫm, nhưng chiếc xe của Haaland khác biệt với hầu hết các loại xe. Theo đó, nó chứa một bếp nấu ăn. Ngay cả khi đang di chuyển, Haaland muốn có thể ăn được đồ ăn chất lượng cao. Tình yêu của anh dành cho nấu ăn rõ ràng được thể hiện khi trong lễ ăn mừng chức vô địch Premier League của Man City tháng trước tại một nhà hàng cao cấp tại trung tâm Manchester, tiền đạo mặc bộ pyjama lụa vào bếp để nướng thịt bò của riêng mình, khiến các đầu bếp phải ngạc nhiên. Haaland đã được mô tả là một kỳ quan của tự nhiên, nhưng trong khi anh có di truyền lý tưởng với bố là một cầu thủ bóng đá và mẹ là một vận động viên điền kinh, thể trạng phi thường của anh không phải là do may mắn. Từ chế độ ăn uống đến mẫu giấc ngủ và đến quy trình xoa bóp sau trận đấu của anh, chế độ hàng ngày của Haaland được lên kế hoạch tỉ mỉ và là một trong những lý do chính giải thích cho việc anh đã ghi được 52 bàn thắng ấn tượng trong mùa giải này sau 53 trận, giúp Man City giành cú ăn ba lịch sử. 1. Cậu ấy ăn như một con gấu. Haaland đã trải qua một giai đoạn tăng trưởng vượt bậc trong vài năm gần đây, được thúc đẩy bởi thói quen ăn uống không ngừng của mình. Tiền đạo cho biết anh tiêu thụ khoảng 6.000 calo mỗi ngày, người đàn ông trưởng thành nên tiêu thụ khoảng 2.500 calo và ăn uống là một phần rất lớn trong cuộc sống của anh. Đồng đội tại tuyển Na Uy, Joskin cho biết anh chưa bao giờ thấy ai tiêu thụ nhiều thức ăn như Haaland, nhận xét, cậu ấy ăn như một con gấu và có một điều gì đó rất thú vị về thói quen ăn uống của tiền đạo này. Trong khi chế độ ăn chay đã trở nên phổ biến trong số các cầu thủ bóng đá hiện đại, Haaland lại là một tín đồ thực sự của thịt. Điều đó có thể liên quan đến việc anh lớn lên trong một cộng đồng nông thôn tại Brynäs, Na Uy, nơi anh giúp đỡ ông nội của mình, một người trồng khoai tây và nuôi lợn. Nhưng loại thịt anh ăn là khác thường. Ngoài thích ăn thịt bò, Haaland còn ăn tim và gan bò. Ngay cả Wayne Johnson còn được biết đến với biệt danh The Rock cũng bất ngờ khi mà biết về chế độ ăn của Haaland. Tiền đạo này đã giải thích thói quen ăn uống của mình trong bộ phim tài liệu Erling Haaland – The Big Decision. Ăn thực phẩm chất lượng cao và địa phương nhất có thể là điều quan trọng nhất, anh nói. Mọi người nói thịt không tốt cho sức khỏe, nhưng thịt nào, thịt mà bạn có được ở McDonald's hay là bò đang ăn cỏ ngay tại đó. 2. Uống nhiều nước lọc và nói không với rượu. Haaland cũng thường ăn mì Ý, một món ăn yêu thích trước đây của các cầu thủ bóng đá, nhưng đã trở nên ít phổ biến trong thời gian gần đây. Cha của anh, Alfie, nấu lasagna cho anh vào ngay trước mỗi trận đấu tại sân nhà. Điều này giúp anh ghi liên tiếp 3 bàn thắng trong các trận đấu gặp Crystal Palace và Nottingham Forest. Và anh thường xuyên đến các nhà hàng Ý ở Manchester với một nhà hàng mở riêng cho anh để anh ăn một mình, tránh sự chú ý của công chúng. Trong khi khá nhiều cầu thủ của Man City thích thú với cuộc sống đêm, Guardiola nói rằng đội của ông uống hết rượu ở Manchester sau khi giành chức vô địch. Haaland không được biết đến với việc uống nhiều rượu. Anh ấy là chuyên nghiệp nhất mà tôi từng thấy, Jack Grealish nói về tiền đạo Na Uy. Tư duy của anh ta là điều bạn sẽ không thấy lại nữa. Anh ta làm mọi thứ, phục hồi, đi tập thể dục, 10 giờ điều trị mỗi ngày, tắm băng, chế độ ăn uống. Đó là lý do tại sao anh ta làm như vậy. Như tôi thề rằng tôi không thể làm như vậy. Chúng tôi có một tình bạn tuyệt vời, nhưng cậu ta sẽ chỉ vào tôi sau mỗi trận đấu và nói, hey, anh đừng đi chơi đêm nay. Tôi chỉ nói với anh ta im miệng và đi ngâm chân trong bồn đá. Tuy nhiên, Haaland vẫn quan tâm đến những gì anh uống. Anh khăng khăng uống nước lọc, đồng thời uống sữa bắp cải, gọi đó là thần dược. 3. Coi trọng giấc ngủ. Ngoài việc nghiêm túc với chế độ ăn uống, Haaland cũng đam mê việc có một giấc ngủ đêm tốt. Gọi đó là có lẽ là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, Cristiano Ronaldo. Ví dụ, đã quan tâm rất nhiều đến mẫu giấc ngủ. Nói về những lợi ích của việc ngủ trưa thường xuyên, Haaland lại thích phương pháp truyền thống hơn, thích đi ngủ vào lúc 10 giờ 30 phút tối và tắt các thiết bị công nghệ trước khi đi vào giấc ngủ. Nhưng anh cũng sử dụng công nghệ hiện đại để giúp anh có giấc ngủ đúng chất lượng cần thiết. Anh đeo kính màu cam chống ánh sáng xanh trước khi đi vào giấc ngủ và đeo nhẫn Oura trên ngón tay để đo chất lượng giấc ngủ và nhịp tim của mình. 4. Massage vào đêm muộn để tránh chấn thương.
Giấc ngủ và chế độ ăn uống là rất quan trọng đối với bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào, nhưng chấn thương có thể ngăn chặn những mùa giải triển vọng nhất và thậm chí phá hủy một sự nghiệp. Haaland đã có một lịch sử chấn thương đầy biến động trước khi đến Man City, vắng mặt trong 16 trận đấu cho Borussia Dortmund mùa trước, chủ yếu vì chấn thương cơ bắp. Tuy nhiên, anh và câu lạc bộ đã cố gắng để giữ luôn khỏe mạnh và ít bị chấn thương. Guardiola đã nói công khai về những lý do lo ngại của câu lạc bộ về lịch sử chấn thương của anh và ghi công cho đội y tế và nhân viên vật lý trị liệu đã giúp anh giữ dáng. Haaland chỉ vắng mặt trong 3 trận đấu ở mùa giải này và phục hồi rất nhanh sau mỗi trở ngại. Câu lạc bộ đã yêu cầu nhà vật lý trị liệu thể thao Mario Parfundi đi cùng anh trong chuyến đi tuyển quốc gia Na Uy để đảm bảo anh tiếp tục giữ cùng thói quen. Haaland cũng tự chủ động để tránh chấn thương. Sau trận thắng lượt đi tứ kết Champions League trước Bayern Munich, anh đi thẳng đến sân tập nằm đối diện với sân Etihad để được massage trong 1 giờ đồng hồ. 5. Hào phóng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Mặc dù Haaland đã được so sánh với Zlatan Ibrahimovic và Ronaldo ở một số khía cạnh và không thể phủ nhận tính cách tự tin của anh, nhưng anh ta không có dấu hiệu ích kỷ như những cầu thủ khác và không khiến câu lạc bộ của họ bị ảnh hưởng. Trong trận thắng Leeds gần đây, khi Man City được hưởng một quả penalty, Haaland đã không tận dụng cơ hội để ghi thêm bàn thắng mà đã nhường quả bóng cho Ilkay Gundogan để tiền vệ này hoàn thành cú hat-trick của mình. Gundogan đã miss quả penalty và Guardiola đã tức giận với Haaland vì không tự đá phạt đền, nhưng ông cũng khen ngợi tiền đạo vì hành động đó. Điều đó cho thấy Erling rất tốt bụng và hào phóng, ông nói. Guardiola cũng đã nói về sự ngạc nhiên khi thấy Haaland vui mừng khi đồng đội của anh ghi bàn. Khó để tìm thấy một tiền đạo với những con số như vậy và thông thường bạn nghĩ, ồ, chỉ có mình tôi và tôi. Nhưng anh ấy hoàn toàn ngược lại, đó là điều khiến tôi ngạc nhiên nhất về Erling kể từ khi anh ta đến. Haaland cũng đã thể hiện tính hào phóng của mình khi rời Borussia Dortmund năm ngoái. Anh tặng mỗi cầu thủ trong đội một chiếc đồng hồ Rolex trị giá khoảng 5.000 bảng Anh. Đằng sau những pha dứt điểm tàn nhẫn và tài năng thể thao là một sự khát khao thực sự để tự cải thiện, mong muốn không chỉ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà còn là người giỏi nhất mọi thời đại. Một sự khao khát mạnh mẽ hơn cả sự thèm ăn tim và gan bò của anh. Vừa rồi là 5 bí mật thực đơn ăn uống tập luyện để trở thành quái vật của Erling Haaland. Bạn có thích video này không? Nếu thấy hay, hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.